con tên gì ở đâu và con đã bỏ trước bao nhiêu năm cư như thế nào cũng quá thích mọi người. Dạ, chúng tôi cha họ mà con là anh Tô Nguyễn Thanh Tọn, con là giáo sư Bến Hải Gò Vấp. Con hôm nay con tới đây là được chị Hà nhắc. Được làm sao? Là thì con hồi xưa năm 94 á, con đi làm rồi con chẳng biết là thôi nữa. Rồi đi làm đó là phó giám đốc của sở. Dạ. Thế là cứ đi làm mà không đi làm được biết là tới năm 2014. Năm 2014, tháng 9 năm 2014 thì con đi xin tội. Mà đi vô tòa giải tội thì cứ tới giải sợ cái điều gì. Cứ thấy thế đúng của con là người cuối cùng. Dài lắm, ta xin dài lắm. Thế là con tôi cứ vậy, thấy cuối cùng có một con là cha rồi, cha thấy con cứ học hò này, thấy ngồi hoài, thấy con còn tôi là cũng có người dạy con lên, hôm nay con xin hỏi với cha là hai mươi năm bao nhiêu năm 94 tới 2014 mười năm 94 hai mươi bốn bao nhiêu năm 94 với lại 20 năm hơn 20 năm rồi, hơn 20 năm bỏ xuống và thế là con không biết tại vì nhà con bao nghĩa mà cái thể nhớ của cái máy của cha con về con nghe từ từ cái con ấy con chỉ nhìn thấy cha trên mạng thôi, trên mạng cái gì đó thôi. Rồi em này cũng là em bạn cũng là mang cũng chạy theo thì hồi xưa con mà kêu nó bị làm đi nhậu với con nhiều tiền thì làm mà con trả tại vì đủ ta đi nhà thờ có tiền đủ mới đi nhậu với tao, còn mày không có làm mà mình ra tiền tao bù tiền lại cho mày để đi nhậu với tao. Rồi cuối cùng thì vậy con đã được ơn của Chúa, thì con cảm nhận thế nào, con chia sẻ cho mọi người về giá trị của ơn Chúa và đồng tiền. Con thấy có nhiều từ người sau này cái cũng mất hết cả nhà cũng bán hết rồi, cho nên cũng không phải lắm trên này rồi. Hát có tiền xin cầu nhiều. Dạ. Rồi về sau ấy con bán nhà mình chẳng là con về đến nhà ba con mới gặp được cái tiếng của cha con nghe. Rồi từ từ cái con mới đủ thằng em nghe rồi đấy. Con đi xin cầu trước nó hơn năm, nó này nó mới này con đi trước nó. Thế một phó giám đốc làm tiền ra như nước, nhưng mà tiêu tiền cũng như nước, tất cả chỉ là sự vân mà thôi. Lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy và đánh mất cả nguồn lực công trực suốt 20 năm chỉ có tiền và quyền dân lập chức tư địa vị mà không hề có Chúa. Hôm nay đã có nhận được lòng thương xót Chúa, nhờ cái đi nghe cả lòng thương xót Chúa. Này anh đến đây anh làm chứng, tôi tặng cho anh một cái máy làm cho bài làm lòng thương xót Chúa để anh nghe, anh cầu nguyện và anh tiếp tục ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Anh tên gì biết được mọi người tên gì ở đâu?